Xin chào các bạn, tôi là Mai. Tôi là thành viên của câu lạc bộ Sống Vui Sống Khỏe DOC. Hôm nay là ngày thứ 5 trong chuỗi hành trình 21 ngày. Ai trong chúng ta đều cũng biết là để chúng ta có sức khỏe tốt thì chúng ta cần 3 thứ rất là quan trọng. Thứ nhất đó là dinh dưỡng, thứ hai đó chính là vận động, và thứ ba đó là chính là tinh thần. Và để đạt được cả 3 cái điều này, chúng ta chỉ cần làm một việc, đó chính là tham gia vào câu lạc bộ Sống Vui Sống Khỏe của DLC. Thân ái chào tạm biệt các bạn.